SIM doanh nhân ưu đãi tặng SIM số đẹp giá 0 đồng, hàng ngàn SIM tam hoa, SIM lọc kép, SIM tiến lên, SIM năm sinh giá 0 đồng đang chờ bạn lựa chọn ngay hôm nay. Click vào link phía dưới để biết thông tin chi tiết chương trình và chọn SIM nhé. Chào các bạn, những ngày gần đây, cơn sốt về Thái Công liên tục tăng nhiệt trên các nền tảng mạng xã hội. Mấy ngày trước, người ta lại thấy dân tình nhốn nháo vây kín mặt tiền showroom của Thái Công ngay tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với nhà thiết kế triệu đô này? Hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Như các bạn đã biết, Thái Công nổi danh là một người chuyên thiết kế nội thất cho giới nhà giàu, chuyên bá phong cách sống thượng lưu với biệt danh là ông Hoàng Xa Xỉ. Ông luôn khiến netizen phải mắt chữ O mồm chữ A trước những màn khoe nhà, khoe đồ hạng sang tràn ngập mùi tiền. Không chỉ vậy, Thái Công cũng nổi tiếng vì từng có những phát ngôn gây tranh cãi khiến dư luận bức xúc. Cụ thể như việc ông chê kem đánh răng sản xuất ở Việt Nam giống xà phòng và buồn nôn. Hay là vào cuối năm 21, trong clip giới thiệu nhà với vợ chồng đại gia quận 7, thì Thái Công đã nói rằng cái toilet mà còn để bên cạnh bồn tắm thì làm sao mà hiểu được phong cách sống. Và gần đây nhất là cuối năm ngoái, quan niệm về việc cởi giày của Thái Công khi vào nhà lại một lần nữa gây tranh cãi. Cái tên Thái Công lại hot hơn nữa bởi mới đây dân mạng lại choáng váng với những món đồ siêu cao cấp được bán trong phiên bán đầu tiên trên TikTok Shop của Thái Công. Trong phiên livestream lần này, Thái Công đã thu hút lượt xem và lượt thả tim cực khủng. Đến 20 phút đã có hơn 1 triệu người thả tim. Thậm chí sau khi phiên livestream kết thúc, TikTok Việt Nam đã ngay lập tức gửi lời chúc mừng tới Thái Công vì đạt kỷ lục số lượng người xem nhiều nhất khi lần đầu tiên livestream trên TikTok Shop. Vậy thì shop của Thái Công bán cái gì mà hot vậy? Lượn một vòng cho không gian của Thái Công, dân tình không khỏi hoa mắt chóng mặt trên những món đồ nội thất trang trí, đồ dùng nhà cửa với giá trên trời. Đếm mãi không hết số không, thậm chí có người còn phải dụi mắt mấy lần vì sợ nhìn nhầm. Cụ thể là một chiếc bình hoa màu xanh nhìn bề ngoài không khác là mấy so với mấy cái bình 200.000 ngoài chợ thì đây có giá đến 235 triệu đồng, gấp hơn 1.000 lần. Hay là dụng cụ gắp đá có giá khoảng 10 triệu, hộp đựng khăn giấy có giá 31 triệu, xô đựng đá 70 triệu, nến thơm cũng có giá dao động từ 3 triệu đến 20 triệu. Về việc quyết định livestream bán hàng các sản phẩm Super Luxury trên TikTok thì Thái Công đã chia sẻ rằng: "Tôi muốn tạo sự thử thách cho bản thân. Tôi tò mò không biết nếu mình livestream thì sẽ có những ai theo dõi. Trên TikTok tôi có hơn 1 triệu follow, trên YouTube có nửa triệu follow. Vậy thì trên livestream sẽ có bao nhiêu người xem và họ là những ai? Tôi tò mò chính là lý do khiến tôi mở buổi livestream đầu tiên trên TikTok. Tôi đi tìm câu trả lời cho mình." Bất ngờ hơn, được biết là một người chỉ bán hàng xa xỉ cho giới thượng lưu. Thế mà trong phiên livestream vừa rồi, bên cạnh những mặt hàng siêu xa xỉ ấy lại xuất hiện một mặt hàng hoàn toàn mới lạ với cái giá rất vừa túi tiền. Đó là một chiếc túi màu trắng in slogan kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm có chữ ký của Thái Công với giá bán ra chỉ 99.000 đồng. Chỉ trong vòng 2 phút sau khi mở bán, chiếc túi 99.000 của Thái Công đã được bán sạch bách. Theo phía Thái Công chia sẻ thì có quá nhiều người muốn sở hữu túi sách Thái Công với chữ ký của anh. Sau phiên bán hàng thì shop của Thái Công đã bị TikTok khóa lại do TikTok hạn chế về số lượng đơn hàng mỗi ngày với những shop mới như của Thái Công. Vì thế Thái Công đã quyết định mở bán thêm tại showroom mặt tiền ở quận 1 và cũng được anh ký tay trực tiếp. Mới đây, theo cập nhật từ ảnh showroom thì dân tình đã vây kín mặt tiền sảnh, nô nức mua hàng. Hoạt động đặc biệt khiến dân tình thích thú là gặp gỡ, chụp ảnh cùng Thái Công. Cùng với đó là nhận về sản phẩm có chữ ký riêng từ nhà thiết kế. Chia sẻ về chiếc túi vải với dòng chữ kiến thức, trải nghiệm, kinh nghiệm có chữ ký của mình thì Thái Công nói rằng: "Khi tôi thông báo sẽ mở livestream đầu tiên, nhiều người phản hồi rằng họ chỉ xem mà không mua. Tôi mới nghĩ cách để tạo ra sản phẩm vừa cá tính vừa cá nhân hóa của tôi mà ai cũng có thể sở hữu. Tôi muốn ký tên lên nhằm gửi gắm đến fan, đặc biệt là những bạn trẻ rằng muốn phát triển bản thân thì hãy tạo ra kiến thức. Vì thế tôi muốn tạo ra một sản phẩm mà người ta sử dụng thường xuyên mỗi ngày để người ta nhớ đến kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Điều này giúp nhiều người phát triển bản thân." Những người quan tâm đến sản phẩm túi 99.000 đồng có thể không phải là những khách hàng mục tiêu, nhưng đã góp phần lan tỏa thương hiệu Thái Công. Không rõ đây có phải mục đích chính của anh hay không, nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì cái tên Thái Công đã quá nổi tiếng. Có nhiều ý kiến cho rằng những sản phẩm trên TikTok Shop của nhà thiết kế Thái Công không có giá trị, bị đội giá tiền và thực tế là anh đang lùa gà. Tuy nhiên, trong một video đăng tải trên kênh của mình cũng như trên livestream, nhà thiết kế Thái Công đã đáp trả khéo léo về vấn đề này như sau.
Nhiều người nghĩ thái công đang lùa gà vào chuồng. Các bạn có thấy con gà nào xách một cái túi Hermes hơn 100.000 đô hay không? Bỏ ra cả triệu đô xây nhà cho mình. Khách hàng của thái công không phải gà đâu, phải gọi là rồng phượng mới đúng. Vì người ta rất sang trọng, thông minh thì mới tạo ra tài sản lớn như vậy. Muốn lùa rồng phượng không phải chuyện dễ, muốn lùa rồng phượng phải cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Với các món đồ ở đây, nhiều người biết giá tiền nhưng ít người biết giá trị. Trong thời gian qua, tôi bán những sản phẩm rất đắt tiền, nhiều người không hiểu, nói tôi đội giá, giá ảo. Nên cung cấp giá ảo thì tôi không thể làm trong nghề hơn 25 năm qua. Không có thành công như ngày hôm nay, không có những tiệm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với các sản phẩm tôi đang giao bán có nguồn gốc ở Pháp. Nếu các bạn mua từ Paris, từ London thì giá cũng gần như nhau. Như vậy, chúng ta phải có kiến thức, phải hiểu được giá trị thật. Đúng là những người thành công thường có lối đi riêng. Vậy thì bạn nghĩ sao về phong cách sống và quan điểm của Thái Công? Hãy cùng bình luận nhé. Còn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.